Em mới tháng mấy à? À mới tháng mấy à? Khoảng tháng rưỡi á ha. Mới tượng cũ à? Mới tượng cũ nè, khoảng tháng rưỡi nè. Kỹ thuật rất là cao rồi. Kỹ thuật cao nhưng mà giá nó không cao. Giá hơn. Giá cao nữa là ok. Cũng tùy theo mùa anh hả? Theo mùa hên xui. Hên xui á. Mùa giá cao được thì cũng ngon ngon. Cái này mình vừa phòng vừa chỉ luôn rồi. Củ trắng này thầy nước bệnh hòa chứ không có sợ sâu. À vậy hả? Nói với bà con mình không có sợ. Không có sợ sâu. Không có sợ ăn độc. À không có sợ ăn độc. Tại con sâu nó ăn vô nó chết phải không? À không biết sao mà không có sâu á. Thì đúng rồi, con sâu nó ăn cái lá nó sẽ chết. Nhưng đặc biệt mình cũng không dám ăn độc chứ luôn. Đúng rồi. Mình ăn vô mình cũng chết như nó luôn. Đúng. À cái kali đó là vì cũ, cho nó lớn cũ á, tại vì bây giờ nó đang xuống cũ mà đúng không? Đúng rồi. À, cho tôi mượn cái này là calibo sữa nè, để xuống cũ nè. À, những cái loại cây mà thường cần phải lớn cũ lớn cây người ta hay xịt cái này là lên màu tự nhiên ngọt trái rồi nè, kali nè. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về kỹ thuật phòng trị bệnh cho củ sắn hay còn gọi là củ đậu ở giai đoạn mưa, bão, những vấn đề về ngập úng, thối củ và làm sao để củ đậu hay còn gọi là củ sắn của chúng ta to, mau lớn. Giờ đây xin mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân Giải trí miền Tây chúng ta cùng tìm hiểu, xin mời. Đây các bạn ha, bữa nay là củ sắn xịt cái giai đoạn mà mưa các bạn. Mưa thường củ sắn nó bị thối gốc hay là thối cũ á, nó hơi ở giai đoạn này là nó xuống cũ. Xong rồi là mưa nó bị thối cũ thì nó chết dây. Chính vì đó phải xịt để phòng ngừa cũng như trị bệnh ha cho cái củ sắn cái giai đoạn này nó chết dây nè. Đó, thì người ta xịt để phòng ngừa ha. Chết dây thì thường nó có những cái hiện tượng giống như héo lá nè. Đó, cái lá nó bị héo. Lá bị héo đầu tiên thì nó chứng tỏ cái rễ, cái dây ở dưới nó sẽ nó cũng bị chết trước. Cái này của mình là mấy tháng rồi ta? Em mới tháng mấy à? À mới tháng mấy à? Khoảng tháng rưỡi á ha. Mới tượng cũ à? Mới tượng cũ nè, khoảng tháng rưỡi nè. Tháng rưỡi 2 tháng. Sao không kêu lính làm mà xếp đi làm luôn rồi? Này làm gãy mà làm nhà chứ mướn không có lời. À. Ví dụ mướn thì mình muốn thì lúc thu hoạch á. Thu hoạch á, làm gì mà đông đông á ha. Thu hoạch mướn. Còn bây giờ tự làm. Ừ. Đi làm mới có lời chứ. Này là ông chủ nè. Ông chủ ông đi làm luôn rồi. Làm gãy mà đâu có làm công ty đâu. Thấy mấy lần ông mướn không ạ? À? Không có. Vậy hả? Dạ. Ổng đi qua bên kia. Cái này làm xịt bữa nay là hai loại này với một cái loại kia nữa. Là thuốc trừ bệnh nè. Diệt khuẩn. Áo giáp sắt hả? Cái này thuốc đặc trị vi khuẩn hoặc chất của Nhật Bản giúp phòng trị hiệu quả bệnh cháy bìa lá, lem lép hạt trên lúa hoặc là héo xanh. À, cái đó vấn đề đó ha. Rồi cái thuốc này là công dụng trị đốm nâu hại trên những cái cây như thanh long, cà chua rồi nè, sương mai rồi đó. Đó là hai loại và một cái loại ở trong kia nữa. Tiếp tục, đó là cái cách mà người ta trị phòng và trị luôn, phòng và trị cái trên cái cây củ sắn hoặc là những cái cây khác, nhưng mà ở đây là người ta áp dụng trên cây củ sắn ha, ở giai đoạn gần 2 tháng tuổi. Thì giai đoạn này cái củ sắn nó đã xuống
xuống cũ. Xuống cũ thì nó úng thúi, chính vì đó những cái bệnh giống như là đốm nâu nè, sương mai nè, hay là vi khuẩn nè, nó làm cho những cái bệnh đó nó úng thúi ha các bạn nha. Cho nên người ta trị thì hai cái loại thuốc hồi nãy và một cái loại thuốc mà anh áp dụng ở đây nữa là cái vali của Nhật này, trừ bệnh, thuốc trừ bệnh các bạn nha, đặc trị khô vằn, lá ủ nè, sáng học, hạt, đốm bông rồi đó, cái đó là vali ha. Cái củ sắn này là 2 tháng thì ở giai đoạn mùa mưa dễ bị úng thúi, cho nên người ta xịt phòng trị. Đây là anh chủ luôn nè. Bên này bình thường thì mướn người làm ha, bên này ảnh tự tay luôn rồi. Đám củ sắn này của mình mấy công anh ha? 4 công. Chừng 4 công. Dạ. Có 2 công của nó nhỏ rồi. 2 công này mới tự chủ rồi. Dạ. Bình thường hồi trước thấy hai ông nhỏ nhỏ con của ông hay gì? Hả? Hai cái bạn nhỏ nhỏ kia thấy có xịt đó, con của ông hả? Em hả? Con trai mới 8 tuổi à. À. Con gái 22 tuổi. Như cái này là nó bị thúi cái ấy luôn anh không? Hả? Ung thư. Ung thư giống người quá. Người ta ung thư giống người mình quá hả? Ung thư hoang cổ, mưa không gài quá trời mưa. Mưa quá nó bị úng ha. Úng với cái lá này nó bự quá nó bịt. À, cái lá nó bịt quá làm cho cái gốc nó không có nắng vô hả? Dạ. Rồi cái nó dễ bị gây bệnh đúng không ta? Đúng rồi. À. Ngoài nó bị dễ bị bệnh tại vì nó quá bịt nè. Đúng rồi. Đâu có ánh nắng đâu. Một cái vụ củ sắn vậy là mình xịt bao nhiêu lần anh ha? Nó không bệnh không xịt. Chừng nào mình thấy bệnh mới xịt. Ừ, chứ bây giờ nó cũng không có bệnh hoạn vậy cũng đỡ. Đúng rồi, cái này loại là ít bệnh ha. À, ít bệnh. Chỉ có mưa thôi, mưa nhiều nó bị ung thư đó thôi. Rồi đúng rồi. Cái đó là bệnh khoang cổ đó. Bệnh khoang cổ nè. Rồi cái này thì hình như chưa có lặt hết đọt nè. Đọt còn nhiều quá cắt ha. Cắt hoài à. Trong vòng 5 ngày cắt bữa, 5 ngày cắt bữa. Cái đọt này. Cái đọt này mà đem về xào ăn chắc đã lắm. Xào không phải xào ăn thì thôi, đi về toàn thủ bà luôn. Chết ngắt luôn hả? Cái củ sắn này, đọt củ sắn này đặc biệt là không ăn. Lắm. Không ăn được. Không hộp nó với đọt nó. Không ăn được, ngộ ha. Củ thôi. Củ kia mà thôi. À vậy ha. Này là đặc biệt là không có sâu nha các bạn. Cái củ sắn này nó hay là sâu không có ăn. Ngộ ha. Sâu ăn là sẽ chết. Sâu ăn là chết con sâu luôn phải không? Cho nên sâu nó không dám ăn á. Đó giờ nó không có sâu, không có thịt sâu. Ở có cái bông này nè. Cái bông này đẹp ha. Quá đã luôn. Anh này là trồng chuyên trồng là củ sắn hành đồ rất là chuyên nghiệp. Và giai đoạn này là giai đoạn mưa nhiều ở miền Tây. Cho nên cái vấn đề về phòng trị bệnh là rất là cần thiết. Và đây là một cách phòng trị bệnh cho củ sắn ha các bạn nhé, là củ sắn hay còn gọi là củ đậu. Cái này miền Bắc ta gọi là củ đậu, miền Nam mình gọi là củ sắn đó. Thời điểm này như nó cũng có giá anh hả? Đang có giá. Đang có giá nè. Cái bông nè. Cái bông này chứ mình đâu có để cho nó ra hạt được. Hết. Nhưng nào mà mình xài hạt mới để. À. Vậy là nếu mình lấy hạt ở đây mình gieo lại thì cũng được nữa hả ta? Được. Không. Mình
mình muốn lấy hạt phải không? À, lấy củ trồng lấy hạt. À, lấy cái củ rồi xong mình trồng cho nó lên lại rồi cái từ cái củ mới lấy hạt. Đó là cái kỹ thuật mà để lấy hạt củ sắn ha. Chứ nếu mà mình trồng hạt mà mình lấy mình trồng hạt mà mình lấy hạt thì nó không phải, nó không có quá ra, không quá tốt. Đó, củ sắn rất là đẹp các bạn nha. Thì ở đây tại vì anh này thì ảnh gọi là chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp cái củ sắn này, chuyên trồng củ sắn và cái hành lá các bạn. Bên kia là một cái ruộng hành các bạn thấy ha, bên đây là cái ruộng củ sắn này. Và cái giai đoạn này là giai đoạn hơn 2 tháng người ta xịt cái vấn đề mà thứ nhất là thúi củ nè, thứ hai là vi khuẩn nè, thứ ba là nó cái mô của mình đó các bạn. Củ sắn thì thường cái lá nó dày nè và nắng nó không có xuống dưới được, chính vì đó xịt để thông thoáng. Đó, ba cái vấn đề mà củ sắn hiện nay người ta đang áp dụng các bạn nha. Rồi bây giờ là pha thuốc tiếp. Pha thuốc tiếp để xịt tình tiếp theo. Anh này là rất là chuyên nghiệp nè, hành lá rồi củ sắn rồi này kia là kỹ thuật rất là cao rồi. Kỹ thuật cao nhưng mà giá nó không cao. Giá hơn giá cao nữa là ok. Kỹ thuật cao nhưng giá nó không cao. Cũng tùy theo mùa anh hả? Tùy theo mùa hên xui. Hên xui á. Mùa giá cao được thì cũng ngon ngon. Yeah. Còn mùa nào không cao thì thôi chịu. Nói chung mấy người mà làm chảy này, mùa nào hên hên giá cao thì cũng sống được. À, mà giá nó không cao thì thua. Sâu bệnh đó, cái đó là chuyên về bệnh. Cái này mình vừa phòng vừa trị luôn rồi. Củ sắn này thầy lúc bệnh ở ngoài chứ không có sợ thuốc sâu. À vậy hả? Nói với bà con mình không có sợ. Không có sợ sâu. Không có sợ ăn độc. À không có sợ ăn độc. Tại con sâu nó ăn vô nó chết phải không? À không biết sao mà không có sâu á. Thì đúng rồi, con sâu nó ăn cái lá nó sẽ chết. Đặc biệt mình cũng không dám ăn đọt chứ phải luôn. Đúng rồi. Mình ăn vô mình cũng chết như nó luôn. Đúng. Cho nên mình không dám ăn. Củ sắn đặc biệt là chỉ trị bệnh thôi chứ sâu là không có. Đúng rồi. Đó, hay là hay cái đó đó. Nào giờ không có sâu. Không có sâu luôn. Mấy chiều trước không có bệnh, chiều này mưa quá, mưa năm nay thời tiết mưa quá mưa. Nó bị bệnh ha. Cái này mình áp dụng hình như ba loại thuốc nè. Ba loại, bốn loại. Ba loại, bốn loại. Cho nó vì cũ kia đâu. Ừ. Cái này bệnh đâu. Ừ. Con này vì cũ nè. Vì cũ. Kali. À cái kali đó là vì cũ, cho nó lớn cũ á, tại vì bây giờ nó đang xuống cũ mà đúng không? Đúng rồi. À, cho tôi mượn cái này là calibo sữa nè để xuống cũ nè. Đó, những cái loại cây mà thường cần phải lớn củ lớn cây người ta hay xịt cái này là lên màu tự nhiên ngọt trái rồi nè, kali nè, to đẹp màu. Củ sắn là ăn rất là mát mẻ, không độc hại. Mát không độc hại, gọi là tự nhiên á, rất là đã. Tại nó bệnh nếu mà bệnh. Bệnh cho nên xịt những cái loại này, kali Nhật. Nay là nên là thấy được ông chủ này, ông ra đây để ông trị bệnh cho cái ruộng củ sắn của ông. À, bấm vậy là nó quậy lên đó ha. Nó trộn, nó có mình này, có trộn. Hay quá ta. Này bình điện phải không ta? Bình điện. Có hai bơm nó trộn. Ừ. Bình này là mười mấy lít ta? 18 không? 18, 20 lít. 20 lít. Anh em nào có nhu cầu mua sắn thì bán gửi mình có thu hoạch. À, giống như lái á.
Anh nào thấy muốn mua cần á hay không? Khoảng tháng rưỡi nữa. Liên hệ với anh này số điện thoại, anh cho người ta số điện thoại được không? Nếu người ta liên hệ với anh ta mua á. Được. Anh đọc số điện thoại đi. 0867 895 397. 0867 895 397. Đó là cái số điện thoại của anh Cảnh. Anh Cảnh. Tại cái này giáo dẫn, giáo dẫn 91B. Đó là ảnh cái vườn củ sắn ảnh ở đây đó. Thì bạn nào khoảng tháng ra thu hoạch đúng không? Đúng. Nhưng mà thường á là không phải anh trồng ở đây không đâu, anh trồng nhiều chỗ lắm. Cho nên các bạn cứ liên hệ, nếu mà nói về đồ rẫy ha, là hành nè, củ sắn nè, những loại khác các bạn cứ liên hệ với ảnh. Ok. Củ sắn, hành. Hành, củ sắn. Đó, muốn mua củ sắn cũng được, hay là liên hệ để học cách trồng gì đó anh chia sẻ luôn. Cũng chia sẻ luôn. Không có giấu nghề chứ. Anh không có giấu gì hết á, đó. Anh này đặc biệt có một điều là vậy. Vô tư. Vô tư lắm, vui vẻ. Quá tuyệt vời luôn. Ít có người được vậy. Anh em mà có nào có làm chúng thì rủ mình đi nhậu thôi. Ai làm chúng thì rủ anh đi nhậu thôi. Vui vẻ với nhau. Anh mới chơi thôi chứ nhậu không quan trọng đâu. Quá tuyệt vời các bạn nha. Đó là cái cách phòng trị củ sắn ở giai đoạn hơn 2 tháng tuổi, giai đoạn mà bỏ củ á các bạn, xuống củ á. Và cái mùa này là mùa mà mưa nhiều, ngập úng. Có những cái vườn mà củ sắn bị ngập úng đó các bạn, hay là những cái vấn đề bệnh về úng nè, về thối lá nè, về là hư cây rồi đó, thì nó cũng có thể đặc trị giống nhau. Nhưng mà cái này đặc biệt là ảnh trị cái công thức thuốc này là cho cái củ sắn ở giai đoạn 2 tháng tuổi mà mưa nhiều ở miền Tây các bạn ha. Đó. Ảnh cũng rất là vui tính và chia sẻ rất là thật tình. Đó. Có cái số điện thoại các bạn nào có cần liên hệ về cái hành nè, xử lý bệnh như thế nào, hay là cây củ sắn bệnh ở giai đoạn nào như thế nào, hay là các bạn mới trồng mà chưa có biết cách về hành lá, về củ sắn, là cứ liên hệ với anh Cảnh đó, cho cái số điện thoại trước đó các bạn, để chúng ta có thể học hỏi ảnh. Bởi ảnh là ảnh rất là tự nhiên, rất là thoải mái các bạn nha. Anh không có thì bạn nào mà trồng mà thấy ok thì cứ rủ anh nhậu là được rồi. Đó. Anh nói vậy thôi cho vui các bạn nha. Cái bình này 3 bét ha. Đây mình gắn 3 bét thì cho nó đều. Dạ. Muốn gắn mấy bét gắn à? Mấy bét gắn à? Cái nào mà cho nó đều mình gắn. Này thấy anh xịt cũng sương sương, gọi là sương sương thôi chứ cũng không kỹ lắm nè. Thấy xịt này là ướt lá đó, sương sương thôi đó. Dạ. Bởi trước đây thì có rất nhiều các bạn hỏi mình về cái kỹ thuật chăm sóc của cái hành lá hoặc là củ sắn, nhưng mà mình thì chỉ biết một số ít kinh nghiệm các bạn, bởi mình đi với các anh nhà vườn như thế này á thì các anh chỉ mình một ít các bạn ha, chứ mình không có phải là chuyên nghiệp. Còn như anh Cảnh ở đây thì cái người rất là chuyên nghiệp, bởi người ta trực tiếp trồng á các bạn ha, thì ảnh cũng không có ngần ngại cho cái số điện thoại để các bạn có thể liên hệ và mình có thể học hỏi với nhau, chia sẻ với nhau những cái vấn đề kinh nghiệm về cây hành lá cũng như cây củ sắn này các bạn nha. Bởi ở thời điểm này người ta trồng rẫy rất nhiều và có nhiều bạn cũng chưa có hiểu sâu về cái kỹ thuật, cho nên là cũng nhắn tin hỏi về giải trí miền Tây. Nhưng mà giải trí miền Tây thì cũng nói thật với các bạn là mình chỉ học hỏi, học gọi là học lớn qua các bạn bè thôi. Áp dụng thì mình không có những cái vườn lớn như thế này để mình trồng, mình áp dụng các bạn.
Nhưng mà mình thấy các anh bạn ở đây thì người ta đã áp dụng và đã thành công như vậy. Ở đây thì những người người ta đã đang làm và đang thành công. Thành công khó, thất bại có các bạn, và có những cái kinh nghiệm như vậy. Đặc biệt là củ sắn là không có độc, độc ở cái chỗ là có thuốc trừ sâu đó các bạn ha. Bởi vì củ sắn người ta không có sâu, con sâu không có ăn củ sắn, không có ăn cái lá. Và mình cũng vậy, con người của mình cũng cái lá các bạn thấy rất là đẹp nhưng mà mình cũng không dám ăn luôn. Bởi vì cái lá củ sắn này hoặc là cái đọt củ sắn hoặc là cái hạt củ sắn ăn là chết các bạn nha. Đó, độc hại, bởi vì nó rất là lạ là cái hạt của nó hoặc là cái lá của nó có độc các bạn. Nhưng mà mình ăn cái củ của nó thì được. Củ sắn này ở miền Bắc người ta gọi là củ đậu các bạn. Quá tuyệt vời. Thì hôm nay mình cũng được anh Cảnh, chủ cái ruộng củ sắn này hơn 4 công các bạn ha. Và cũng chia sẻ một ít về cái kinh nghiệm chăm sóc củ sắn hay là trị bệnh, phòng và trị bệnh củ sắn ở cái giai đoạn hơn 2 tháng tuổi, giai đoạn mà củ sắn nó bỏ củ đó các bạn, xuống củ đó. Đó, là như vậy ha. Để chúng ta có cái điều kiện để chúng ta nghiên cứu hay là tìm hiểu thêm là như vậy. Thì có rất là nhiều bạn muốn học hỏi hay là muốn tìm hiểu cứ liên hệ trực tiếp với anh Cảnh các bạn nhé. Thì nếu được thì anh sẽ chia sẻ với các bạn. Đây cái anh đang xịt thuốc đây. Anh cũng không giấu giếm gì đâu. Anh này mình thấy rất là cởi mở và rất là vui tính. Xịt đó các bạn lưu ý là chúng ta xịt cho ướt đều lá như vậy thôi mà. Rồi cảm ơn anh Cảnh ơi. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ, chào anh. Quá tuyệt vời rồi hôm nay. Của em là giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây kênh YouTube á. Dạ dạ. Quá tuyệt vời các bạn. Đó là những người nông dân thực thụ các bạn nha. Bởi người ta không ngại chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm để chúng ta cùng học hỏi trao đổi đâu các bạn nhé. Giải trí miền Tây xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay ý nghĩa, hãy chia sẻ về trang cá nhân để bạn bè cùng theo dõi. Cô chú các anh chị và các bạn đừng tiếc một lượt đăng ký, hãy ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Mình vừa phòng vừa chỉ luôn rồi. À vậy hả? Không có sợ sâu. À không có sợ ăn độc. Tại con sâu nó ăn vô nó chết hay không? Không sao mà không có sâu á. Thì đúng rồi, con sâu nó ăn cái lá nó sẽ chết. Đúng rồi. Mình ăn vô mình cũng chết như nó luôn. Cho nên mình không dám ăn. Củ sắn đặc biệt là chỉ trị bệnh thôi chứ sâu là không có. Đó, hay là hay cái đó đó. Không có sâu luôn. Đó
hơi bị bệnh ha. Cái này mình áp dụng hình như 3 loại thuốc nè, 3 loại, 4 loại. Cà ly nó làm việc cũ cho nó lớn cũ á, tại vì bây giờ nó đang xuống cũ mà đúng không? Cho tôi mượn cái này là calibo sữa nè, để xuống cũ nè. Đó, những cái loại cây mà thường cần phải lớn cũ lớn cây rồi ta hay xịt cái này nè, lên màu tự nhiên ngọt trái rồi nè, cali nè, to đẹp màu. Không độc hại, gọi là tự nhiên á, rất là đẹp. Đấy. Bệnh cho nên xịt những cái loại này, qua ly Nhật.